Rồi chào anh em nha. Thì như đã hứa bên em ở những clip trước thì hôm nay phải làm clip mới hướng dẫn cho anh em cách sửa cái van truyền thống đấy, van truyền thống inox này. Thì thực ra cái van truyền thống inox hay là van truyền thống nhôm thì nó cũng tương tự nhau, nó khác nhau là khác nhau ở cái chất liệu là nhôm và inox. Còn cái cũ bên trong nó tương tự nhau hết. Đấy, cái tháo ở đầu này, cái tháo ở đầu này thì nó cũng giống nhau tương tự nhau thôi. Thì cái van này cũng rất nhiều anh em chơi mà nó cũng có chỉ có một lỗi thôi, là lỗi là xì hơi ở lỗ này, lỗ đầu nòng này. Đấy, thì nhiều anh em khi mà mua van về sử dụng á, thì mới mua về ngày đầu tiên chơi một lần đầu tiên nó đã bị xì hơi ở lỗ này rồi. Cũng có nhiều anh em thì mua lâu rồi bị xì hơi nhưng mà vẫn không sửa được, là thay tất cả các sim, là thay đủ kiểu nhưng vẫn không hết, nó vẫn bị xì hơi ở lỗ này đó. Đó là không phải là do anh em không biết sửa, không biết thay, nhưng mà do anh em là không thay đúng cái sim của nó, không thay đúng cái tiêu chuẩn sim của nó nên nó bị lỗi. Đấy, khi nhiều anh em thì thay thay ok rồi, bơm lên 50 kg thay ok. Đấy, tiếp tục bơm 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 lên, bơm lên 250 kg cái đầu nó xì hơi ra lỗ này. Đấy, đó là do cái sim không chất lượng. Khi ở áp thấp nó chịu nổi, nhưng mà khi ở lên áp cao nó chịu không nổi, nó bứt sim xì hơi ra hơi ở lỗ này. Đấy, thì cái clip hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh em cách thay cái sim này cho nó không bị xì hơi ở lỗ này. Đấy, thì sẵn tiện là em giới thiệu luôn cho anh em cái bộ sim bên em đang bán là sim dòng chuyên dùng cho van truyền thống. Đấy, một bộ như vậy là bên em bán 150 bao ship. Đấy, giá giới thiệu luôn cho anh em luôn 150 bao ship. Rồi, thì bây giờ em sẽ đổ cái bộ sim này ra ngoài để cho anh em đấy, cho anh em xem trực tiếp và nó, cho anh em xem là trong này nó có những chi tiết gì. Em đổ đất thôi. Rồi, em sẽ kèm cho anh em cho dầu này, dầu máy. Rồi, năm cái sim bình. Đấy, năm cái sim bình và sim nắp bịch đấy. Thực ra thì cái sim bình và nắp bịch này anh em siết chặt lại không có cái hở thì không bao giờ nó hư sim này. Nhưng em vẫn bỏ cho anh em năm cái. Đấy, cái này là nhà sản xuất nó bỏ chứ không. Em đâu sản xuất đâu mà bỏ. Rồi, cái sim chỗ thị xã gần 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 chỗ phần thị xã 4 cái. Đấy, rồi cái sim này quan trọng anh em này, cái sim này chính là cái sim là anh em thay này, cái sim này mới là chính cái nguyên nhân là gây ra xì hơi lỗ đầu nòng đây. Nó sẽ đi kèm cho anh em 8 cái thì anh em thay được 4 lần, 4 lần biết chơi khi nào cho nó hết. 8 cái sim chỗ 8 cái. Rồi, cái này thì kèm cho anh em 2 cái tia xạ này. 2 tia xạ này. Rồi 2 cái bơm nhựa tia xạ này. Cái bơm nhựa này khi nào anh cái bơm nhựa này thì anh em có thể thay đây. Rồi, đập bể ra, bị hư này đập bể ra, rồi đóng này lấy tiếp đóng vào. 2 bơm nhựa. Tia xạ 2 tia xạ bơm nhựa, rồi 2 cái bơm nhựa đồng hồ. Cái sim này là sim chỗ chỗ đầu tia xạ đây. Để cho nó sim này bị đất là nó sẽ bị xì hơi ra ở chỗ cái búa đập của anh em. Rồi nó sẽ đi kèm cho anh em 5 sim văng nạp. Đấy, sim này cũng quan trọng lắm, bơm anh em bơm một thời gian nó sẽ bứt, anh em thay đi 5 lần, 5 cái là thay 5 lần. Đấy. Đấy, anh em xin nghỉ nha. Rồi, một bộ như vậy là 150 bao ship đấy. Rồi, bây giờ mà nói như vậy, cái hình ảnh như vậy thì anh em cũng không hình dung được là cái chỗ nào mà thay cho nó chuẩn và thay có được hay không, dùng có được hay không. Thì bây giờ em sẽ trực tiếp thay luôn, chi tiết trong cái van này luôn cho anh em luôn. Rồi, trước tiên em sẽ thay cái sim văng nạp trước. Thì cái sim này là cũng quan trọng lắm nha. Anh em bơm vào mà nó không giữ hơi thì nó trào hết ra ngoài thì anh em sửa trời nó cũng không được. Sim bằng nạp anh tháo rồi nè. Đấy, nó bị xì hơi thì anh em thay sim này là hết. Đó, sim ring mà theo của các ty băng nạp là sim màu đen nha. Sim này dùng thời gian nó đứt liền. Đấy.
thay vào nhẹ nhàng. Cái vang này là vang của ông anh ở Đắk Lắk đấy, không biết ông mua của ông bác nào đấy mà về dùng được có một tuần nó bị xì hơi. Xì hơi xong là ông gọi cho bên kia thì bên kia bảo là gửi sim về cho ông thay, nhưng mà ông gửi về ông vẫn vẫn thay không được đấy, thì ông hôm nay ông nhờ em sử dụng giọng sẵn làm clip cho anh em, giới thiệu hướng dẫn cho anh em sửa luôn đấy. Cái này anh em siết vừa lại thôi, vừa chặt mà người ta chặt quá biết cái lỗ lại. Đây, cái phần quan trọng nhất là cái bộ này là trong này này. Ồ, đứt cái trang sim rồi. Đấy, anh em thấy chưa? Đứt hết. Thay kiểu gì cũng nó cũng xì hết. Đấy, đứt hết. Nhớ anh em chưa? À, ông sửa tay lại lắc lét hết rồi. Vẫn không hết xì hơi. Đó, thì hôm nay em sẽ sửa cho anh em xem. À, bỏ sim này đi. Bỏ công ty luôn. Bỏ sạc bay. Thật ra cái tay này nó làm chưa hư đâu. Em sửa xe mà cứ thay công ty luôn nha, mình đỡ mất công. Vì mình làm clip mình sẽ làm mất công xì tháo lại mất công lắm. Đấy, cái này 8 cái cho anh em này. Đây. Còn 6 cái nữa. Rồi. Xịt cái ta tí xả, tí nào đi. À, trong này nó có một cái sim nữa. Đây đây rất là ngon rồi đây. Đấy. Cái sim chỗ này mà nó bị rách đi hay bị mòn đi thì nó sẽ bị, khi mà búa đập vào đây này, hơi nó thoát ra đây này, nó không giữ hơi, thoát ra đây, nó thoát hết hơi hết hết ra đây. Đấy. 5 cái. Đấy, vì cái video này là video sửa van nên anh em nó hơi bị dài dòng, anh em cái đoạn nào anh em không cần thiết anh em bỏ qua, biết rồi anh em bỏ qua. Anh em ship vừa tay này đây. Ok rồi, khi bỏ vào anh em cho ít dầu nha, ít dầu silicon cho nó trơn tru. Xem trong này mà dính bụi dính rác thì nó cũng bị đứt sim thôi. Đấy, cái này cũng quan trọng này, khi đút vào anh em cẩn thận nha. Đút phần này thì nó dễ hơn nhưng đút phần này nó khó hơn, nó bị đụng rang, bị dễ bị đứt siêu. Em chặn vào. Đấy, chặn vào. Cua phần rang đó anh em đã xoay vào. Cái này rất dễ đứt sim nha. Vì chỗ này nó có một cái lỗ này nó vấp, khi mà sai là nó sẽ bị vấp đứt siêu ngay tức. Dằng mãi một xíu siêu nó cũng xì hơi thôi. Anh em cố gắng. Đó là mình làm kỹ vô này. Qua cái đoạn lỗ này là mình siết vô tư để tay đó. Có thể anh em chọc cái siêu này luôn. Đất kẻ phụ ạ.
nó đứt là nó xì hơi liền liền anh em nha, anh em cố gắng là làm sao để cho nó đấy đều tay. Em làm mình bị đứt vài lần vì chỗ đó nó có một cái đường rắc sắt nên khi mà sim nó quay qua cái lỗ đó nó trống, nó không có chỗ điện tử chỗ sim, nó dễ bị đứt sim. Ok đấy. Rồi bây giờ anh em có thể siết thoải mái. Đấy, là tất cả bộ sim là đều thay được hết nha. Bây giờ em sẽ thay luôn sim bình này, đây sim bình đây, sim xanh luôn. Cũng như vậy, trước khi vào van là anh em cho một ít dầu vào đi, dầu vào sim cho nó ok. Ok. Đấy, 210 kg. Không có hiện tượng xì lỗ này, để em sẽ test nước luôn. Ở nhiều anh em bảo là cái bơm tay hay bơm máy bơm tay nó dễ xì, nhưng thực chất là nó xì là do cái lò xo nó yếu. Đó, anh em xí cái này lại, hay là anh em đệm đệm một cái lồng đèn trong cái lỗ, trong cái lỗ lỗ bên trong lò xo nó sẽ không bị xì hơi lỗ này. Đó, không xì hơi nha, 250 kg. Đấy, anh em thấy chưa? Bây giờ sẽ test nước cho anh em luôn. Đây nha. Đấy, không có hiện tượng xì hơi nha. Đấy. Đó, anh thấy chưa? Đấy, sẽ bộc phát ra được ngay lập tức.
sửa một phát rồi ngay lập tức. Cái này thì anh em phải sửa mấy lần mới được, nhưng mà em quen rồi, đi cần thay cái sim mà là được. Đấy, vàng lúc nãy này đã có sơn. Đập thoải mái nha. Nó không có hiện tượng xì nó, khi mà ví dụ như mà nó không chuẩn anh đập vào đây là nó xì hơi liền. Đấy, tất cả đều thay được hết cho van, từ van nạp tới sim bình thay được hết. Ok, rồi chào anh em nha. Đấy, anh em nào mà cần cán bộ sim bên em thì liên hệ cho em qua hai số này. Anh em được kiểm tra hàng cái thanh toán này, anh em cứ yên tâm. Rồi kia anh em nha. Đấy, anh em. Rồi, chào anh em nha.